Trong gần 20 năm khảo nghiệm nghiên cứu về những khả năng đặc biệt của con người, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người đã tiến hành nhiều đề tài khoa học về khả năng chữa bệnh bằng năng lượng đặc biệt, với mục tiêu từng bước làm sáng tỏ những hiện tượng được coi là kỳ bí bằng các nghiên cứu khoa học thực chứng. Đề tài nghiên cứu và trắc nghiệm khả năng ứng dụng việc thu năng lượng vũ trụ tác động lên các loại bệnh nhằm chống đỡ bệnh tật và nâng cao sức khỏe của ông Trần Văn Phú tại chùa Động Hang, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, do một nhóm các nhà khoa học thuộc trung tâm tiến hành thực hiện vào năm 2012. Theo lý giải của cá nhân, ông Trần Văn Phú được khai mở khả năng thu năng lượng từ bên ngoài vào ngày 7 tháng 5 năm 1997. Sau khi chứng ngộ, bản thân ông có khả năng thu được năng lượng không gian vũ trụ. Khi thực hành đưa vào cơ thể người bệnh, nhiều chứng bệnh trong người có cảm giác nhẹ dần. Sau nhiều lần tiếp nhận năng lượng, bệnh nhân không còn đau nữa. Thử nghiệm thời gian dài trên một bệnh nhân cho hiệu quả. Và từ đó, ông bắt đầu sử dụng việc thu năng lượng vũ trụ đưa vào chữa bệnh và phục hồi sức khỏe cho nhiều người. Phương pháp truyền năng lượng của ông Trần Văn Phú được thực hiện theo hình thức giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về phía người muốn thu năng lượng. Liều lượng năng lượng được đưa vào mỗi lần thực hiện không tính theo hệ số thời gian và khoảng cách. Ông Phú còn phân tích, trong quá trình chữa bệnh, khi cơ thể con người đã được đáp ứng cân bằng với năng lượng, thì năng lượng vũ trụ sẽ tác động trở lại, tự ngắt. Phương pháp chữa bệnh của ông Phú, ngoài hình thức tác động trực tiếp lên người bệnh, thì còn có thể tác động lên các loại lá cây, được dùng làm thuốc hay nước uống cũng cho kết quả như nhau. Làm thế nào để các nhà khoa học có thể tiến hành nghiên cứu về khả năng đặc biệt của ông Trần Văn Phú với cơ chế chữa bệnh không thể xét đoán bằng các phương pháp khoa học cơ bản như nhìn thấy, nắm bắt và đo đạc được bằng các phương tiện hiện hữu? Trong khi tiến hành đề tài thì chúng tôi thường xuyên, định kỳ chúng tôi đi đến để quan sát, đến tận nơi. Quan sát có những người bệnh chúng tôi quan sát từ lúc chưa chữa cho đến lúc thầy chữa xong, chúng tôi để tiếp xúc. Để quan sát, tiếp xúc với hồ sơ, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Trong khoảng thời gian tiến hành đề tài từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 4 năm 2015, nhóm nghiên cứu đề tài khoa học mang tên Nghiên cứu khả năng tác động và ứng dụng năng lượng phi truyền thống của ông Trần Văn Phú nhằm tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng chống bệnh tật. Tiến hành lựa chọn 76 bệnh nhân có hồ sơ bệnh án rõ ràng. Việc nghiên cứu và kiểm chứng bằng người bệnh được nhóm nghiên cứu thực hiện định kỳ tại chùa Động Hang, thị xã Hồng Lĩnh. Mọi nhân chứng và các dữ liệu đều được ghi chép, thống kê một cách khoa học, trung thực và khách quan. Ngày 18 tháng 4 năm 2015, tại Hà Tĩnh, trong quá trình phân tích kết quả và bảo vệ đề tài, những thông số và luận cứ mang tính khoa học đã chỉ ra tỷ lệ những người bệnh tham gia và kết quả điều trị. Số lượng những căn bệnh có khả năng thuyên giảm hay khỏi hẳn khi được tác động bằng phương pháp điều trị của ông Trần Văn Phú. Trong ngành ung thư chúng tôi, đa số là bệnh nhân đến viện ở giai đoạn muộn. Các phương pháp để mà khoa học hiện đại chữa chỉ giữ tạm thời kéo dài cuộc sống, không chữa được dứt hẳn. Thế thì giai đoạn cuối nhiều khi là bệnh nhân vô vọng, bệnh nhân trả về đau đớn, sống một cái chất lượng sống nó rất là khó chịu, thì người bệnh phải dùng morphine, có người bệnh dùng đến 5 viên ống, 10 ống mà vẫn đau đớn. Thì cái phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng này, truyền thống, khi truyền thống này nó có tác dụng là giảm đau, làm cho người bệnh tự chủ dùng nhiều thuốc, mà bây giờ không phải dùng thuốc tây mà do tác động bằng năng lượng xoa bóp, sờ nắn vào những chỗ đau, người bệnh giảm dần để sống những ngày cuối đời cũng có chất lượng, thì tôi thấy cũng nên áp dụng. Trong 2 năm qua, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng về con người về đây nghiên cứu tại chùa Hang này, thì tôi thì được Ủy ban Nhân dân giao cho nhiệm vụ là theo dõi và cũng là kết hợp với trung tâm để nghiên cứu đề tài điều trị bằng năng lượng. Tôi thấy trong 2 năm qua thì Trần Văn Phú là có một cái năng lượng gì đó. Thực ra mà nói về khoa học thì tôi cũng không xác định được cái năng lượng này, nhưng
qua quá trình điều trị tôi theo dõi một số bệnh nhân, cái hiệu quả trong cái điều trị năng lượng này tôi thấy là có một cái gì đó cần phải nghiên cứu vẫn rất tốt. Vì thực tế bây giờ nhân dân còn cuộc sống rất rất khổ, rất khó khăn, mà có những người làm được thế này thì đối với tôi bên ngành y tế thì tôi cảm thấy có những cái là cũng rất là hợp lý. Nhiều người trước đây từng là bệnh nhân của ông Trần Văn Phú hiện tại đã trở thành những học viên, những người tham gia chữa bệnh bằng phương pháp sử dụng năng lượng phi truyền thống. Với chúng tôi thì những người đã được học thì đa số là về truyền năng lượng để chữa bệnh cho một người. Với một nhà khoa học thì với tôi hiểu là với trình độ khoa học như hiện nay và với những cái giác quan của người như hiện nay thì chưa thể hiểu được những điều tồn tại trong vũ trụ. Và sau thời gian tiếp cận thì với những trải nghiệm của bản thân, tôi nói lại là với trải nghiệm bản thân và chứng thực của bản thân thì tôi tin là đã có cái chứng minh là tồn tại những điều kỳ diệu trong vũ trụ. Mà điều kỳ diệu đấy thì với giác quan, với kiến thức của người hiện nay không có được. Thực tế cho thấy, việc áp dụng các phương pháp chữa và phòng bệnh bằng năng lượng trong lịch sử loài người không hẳn đã nhận được sự đồng thuận đa số của giới khoa học cũng như niềm tin tuyệt đối của cộng đồng. Ngay cả đến thời điểm hiện tại, khi nhiều hiện tượng mang tính chất kỳ bí, khó hiểu đã được soi rọi bằng ánh sáng của tri thức, của khoa học, thì ở rất nhiều nơi, phương pháp thực hành và chữa bệnh bằng năng lực đặc biệt, hay còn gọi là siêu năng lượng, vẫn được xem là hình thức mê tín dị đoan, lừa gạt và trục lợi, cần phải lên án và dẹp bỏ bằng luật pháp. Trong nhiều nghiên cứu của mình, Cố giáo sư tiến sĩ khoa học Đoàn Xuân Mượng đã chia sẻ về phương diện xã hội, nếu quảng đại quần chúng hiểu biết cơ sở khoa học của sự huyền bí thì sẽ không còn chỗ nương thân cho mê tín dị đoan. Nếu y học cổ xưa thì dùng năng lượng sinh học đã có từ lâu và có kết quả. Thế nhưng mà khoa học ngày nay tiếp cận thì chưa có khả năng mà chứng minh hay giải thích. Thì chúng ta thấy những hiện tượng như thế thì chúng ta nghiên cứu xem xét là có thật hay không. Thì giữa khoa học và mê tín, chúng ta phải lại tìm hiểu nghiên cứu để chúng ta thấy đâu là sự thật, còn đâu là những người lợi dụng mê tín. Thì đấy là chúng ta thấy là cần phải đánh giá. Việc sử dụng năng lượng vũ trụ của ông Trần Văn Phú cũng như nhiều phương thức chữa bệnh không dùng thuốc khác đã và đang được nhìn nhận và lý giải một phần nào đó dưới con mắt khoa học truyền thống. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học, giới nghiên cứu đều thống nhất trên cùng một quan điểm. Đây là một lĩnh vực vô cùng mới lạ, và vì lợi ích cộng đồng, đòi hỏi sự dấn thân và nhập cuộc của nhiều lĩnh vực khoa học. Hơn thế, khi nghiên cứu các lĩnh vực với mức độ tinh tế khác nhau, thì cách tiếp cận phải khác nhau. Đặc biệt, với các hiện tượng siêu tinh tế, thì đòi hỏi phải vận dụng các khái niệm và các tiên đề hoàn toàn mới, có thể rất xa lạ với những điều con người đã quen thuộc trước đó. Đây là lĩnh vực mà gọi là nó siêu vật lý. Thế cho nên đôi khi chúng ta có thể dùng được những cái phương tiện hiện hữu để mà chúng ta đo đạc được. Mà đo đạc của những cái lĩnh vực này nó thuộc về chứng nghiệm. Thí dụ người ta chữa bệnh thì có khỏi bệnh hay không? Chứ không phải đến đo nó có sống lọc không? Lại cái đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần quan tâm. Bên cạnh việc vận dụng khoa học truyền thống, cần hình thành những ngành khoa học mới vượt ra ngoài tầm nhìn vật lý của chúng ta. Có như vậy, con người mới có thể thỏa mãn được ước muốn khám phá thế giới tự nhiên, mà trước hết là khám phá chính những khả năng nội tại trong cơ thể. Với tư cách là một tiểu vũ trụ, trong sự thống nhất và giao hòa với vũ trụ bao la.